quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm về sáng trời rét. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nên khu vực vùng cao đêm về sáng nhiệt độ chỉ vào khoảng 14 đến 20 độ, có nơi dưới 14 độ. Do vậy bà con cần giữ ấm cơ thể để phòng tránh những bệnh về đường hô hấp, phổi và những bệnh về tim mạch. Dự báo trong vài ngày tới sẽ có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Theo đó, nhiệt độ một số nơi sẽ giảm từ 2 cho đến 4 độ C, có nơi trời rét buốt. Các khu vực vùng thấp thì trời chỉ lạnh vào đêm và sáng, trưa chiều sẽ có nắng. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ.